Công ty Unitech xin giới thiệu thiết bị Flux TV40 Thermoview, giải pháp giám sát nhiệt độ bằng ảnh nhiệt. Hệ thống giúp giám sát các dây chuyền sản xuất tự động hóa và các tài sản quan trọng như trạm điện, lò nung, v.v. Flux TV40 cung cấp giải pháp bao gồm lưu trữ dữ liệu, giám sát và điều khiển nhiệt độ. Thiết bị được tích hợp các module I/O tiêu chuẩn và các giao thức giao tiếp khác để dễ dàng tích hợp vào hệ thống điều khiển của bạn. Phần mềm Thermoview mạnh mẽ cho các ứng dụng công nghiệp tự động hóa. Phần mềm với giao diện trực quan cho phép bạn kiểm soát nhiều phần trong quy trình của mình với các công cụ phân tích nâng cao, tính năng tự động báo động và hơn thế nữa. Hệ thống có khả năng kiểm tra các điều kiện nhiệt độ độc lập, liên tục, gián đoạn hoặc từ xa để bạn có thể đọc dữ liệu bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu. Với công nghệ AI Function kết hợp ảnh hồng ngoại và ảnh thật cạnh nhau cho bạn một cái nhìn trực quan hơn. Hệ thống cho phép cài đặt các đối tượng phân tích hoặc khu vực quan tâm, giúp bạn thực hiện kiểm tra sản phẩm, theo dõi nhiệt độ quy trình và nhiều ứng dụng khác. Hệ thống còn ghi và lưu trữ dữ liệu tự động để hỗ trợ so sánh dữ liệu, giúp bạn có thể đánh giá quy trình hoạt động của dây chuyền sản xuất. Với chức năng thiết lập cảnh báo dựa trên điều kiện để kiểm soát tốt hơn quy trình của bạn, đồng thời cho phép tạo điều kiện dựa trên thông số nhiệt độ, các cài đặt I/O, thời gian hoặc sự kết hợp các yếu tố trên để hệ thống tối ưu nhất. Flux TV40 được thiết kế với vỏ ngoài IP67, đảm bảo hoạt động ổn định lâu dài trong môi trường khắc nghiệt nhất. Thiết bị Flux TV40 được ứng dụng cho việc giám sát môi trường, trạm điện, giám sát công nghiệp, lò nung, giám sát quy trình, v.v. Với các thông số kỹ thuật vượt trội, Flux TV40 Thermoview giúp cho quy trình, sản phẩm, thiết bị của bạn được kiểm soát 24/7.